Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marler hôm nay 26 tháng 4 cho hay Úc sẽ bắt đầu sản xuất tên lửa dẫn đường trong nước vào năm 2025, sớm hơn 2 năm so với dự kiến. Bộ trưởng Marler cho hay thời gian biểu sản xuất tên lửa dẫn đường trong nước ban đầu được đặt ra là năm 2027, sẽ được đẩy nhanh 2 năm bằng cách phân bổ 2,5 tỷ đô la Úc cho dự án, theo Reuters. Con số trên cho thấy số tiền dành cho dự án sản xuất tên lửa dẫn đường tăng hơn gấp đôi, được chuyển hướng từ các dự án quốc phòng bị hủy bỏ. Điều đó thực sự thay đổi hoàn toàn khung thời gian về mặt năng lực sản xuất, Bộ trưởng Marler nói trong một cuộc phỏng vấn. Cũng theo ông Marler, thêm 1,6 tỷ đô la Úc sẽ được chi cho việc mua các hệ thống tên lửa tấn công tầm xa từ nước ngoài trong vòng 2 năm. Ông cho biết thêm chính phủ Úc đã đàm phán với các nhà sản xuất tên lửa Mỹ Raytheon và Lockheed về việc thiết lập sản xuất tại Úc. Ông Marler còn nói rằng các cuộc thảo luận cũng đang được tổ chức với Kongsberg, nhà sản xuất tên lửa tấn công trên biển của Na Uy mà Úc đã đồng ý mua. Bộ trưởng Marler tiết lộ thông tin trên 2 ngày sau khi chính phủ Úc cho biết họ chấp nhận các khuyến nghị của một bản đánh giá quốc phòng. Theo đó, chính phủ Úc sẽ ưu tiên phát triển khả năng tấn công chính xác tầm xa, sản xuất vũ khí dẫn đường trong nước và đẩy mạnh ngoại giao. Úc sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ, bao gồm tăng cường lập kế hoạch quân sự song phương và tổ chức nhiều đợt luân chuyển lực lượng Mỹ, bao gồm cả tàu ngầm. Úc cũng phải tăng cường hợp tác với các quốc gia Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.